kiệt là thiên tử Chuyển Luân Thánh Dương, thái tử Thiên Nhãn, thái tử Thiên Hoàng, chúa Sô Đa Lâm, hầu như là truyền thừa. Nhưng mà cái là chúa Sô Đa Lâm là thật. Kể thời đại họ cần biết cái đó để cứu họ. Chúa Sô là con của Thượng Đế đúng không? Lúc nào chúa Sô nói có cha ta đúng không? Phụ là rõ ràng là con của cha luôn đó không? Cũng là con Thượng Đế. Rồi lập đạo, chúa Sô cũng lập đạo đúng không? Chúa Sô cũng lập đạo đúng không? Những người mà không phải ai mà lập đạo thiên ma nó muốn chết liền đó con. Chúa Giêsu có nói khi mà ta trở lại thế giới sẽ lầm than. Giờ thế giới có lầm than không? Dạ ta lầm than, lầm than. Lầm than mới cần chư phụ. Mà thường thường Chúa ít bao giờ được sanh trong nhà thương. Hay là có niệm hay có trang ấm. Hay là máng cỏ. Phải không? Không ăn cỏ thì cũng mấy hiên sân trường. Tại sao lại sư phụ không sanh ra con nhà ông đánh cá hay là nhà ông nhà nông mà lại sanh ra con thợ mộc? Thì cũng là cái dạng để cho người nhắc nhở cho ta biết vậy. Những cái hành động của sư phụ cũng giống như chú hồi xưa. Chú hồi xưa, nửa thân người, nửa phải thân người. Sư phụ có nửa thân người là người giống như các thánh. Nhưng mà nửa thân người của sư phụ không phải là thánh. Sư phụ làm những chuyện toàn là có lợi ích cho các con với cho chúng sanh, cho nước Việt, cho thế giới không ạ?